quen của trẻ bắt đầu từ chính cha mẹ. Nếu mà con đi học về là mẹ không cho con chơi điện thoại mà vì mẹ chỉ cho con xem một tí thôi. Thì sự thay đổi cũng phải bắt đầu từ chính các bậc phụ huynh. Nhiều khi là phụ huynh cứ đổ lỗi cho cái việc là con quá nghiện điện thoại nên đành phải đưa, thì mình nghĩ là cái đấy là nếu như cha mẹ thay đổi cái quan điểm của mình về cái việc là đưa cho con nhiều sự lựa chọn hơn thì bé cũng sẽ thay đổi ngay. Phụ huynh đã thay đổi thói quen sử dụng điện thoại của mình như thế nào vì con? Câu chuyện trong Vì Tầm Vóc Việt ngày hôm nay. Trước đây khi mà chưa có em bé mà thì cái việc sử dụng điện thoại của hai vợ chồng mình cũng khá là phải dùng từ bừa bãi. Tức là tiện lúc nào dùng thì mình sẽ dùng lúc đấy. Bắt đầu từ khi có bầu và có em bé thì hai vợ chồng mình cũng đã thống nhất lại về cái việc sử dụng thiết bị TV cũng như là các thiết bị cầm tay. Bắt đầu áp dụng cái việc là sau khi về nhà 21 giờ, sau khoảng từ 21 giờ là bố mẹ không được sử dụng điện thoại, thì cái việc đấy cũng khá khó đối với mình. Bởi vì công việc riêng của mình là nhiều khi cũng phải trả lời phụ huynh nữa. Nên là nếu như mà không trả lời họ thì cũng rất là ngại mà trả lời sử dụng điện thoại trước mặt con, thì cái đấy mình cũng cảm thấy rất là phiền. Bởi vì chính mình ban đầu là người đưa ra cái kỷ luật với con là con không được dùng điện thoại và mẹ cũng sẽ không dùng điện thoại trước mặt con. Có những lần là mình đã phải xin lỗi bé về cái việc là mẹ đang dở việc thì cho phép mẹ dùng chẳng hạn. Sau này thì một khoảng thời gian dài khi mà đã quen dần với cái việc là bắt đầu giãn sử dụng điện thoại ra thì cũng phải nhắc trước với phụ huynh là em xin phép là sau cái thời gian về nhà khoảng thời gian buổi tối thì em xin phép dành thời gian cho con và mọi cái thắc mắc công việc mình sẽ để dành đến ngày mai. Khít khít, đứa nào nhắc đến ta đấy? À ha, lại có chú mèo nhép ở đâu mới về thế này? Có đủ một miếng cho ta không? Mưu con lùi mãi vào sát vách, bốn chân chú run cả lên. Mình đã có sử dụng cái app đấy là cái app quản lý thời gian sử dụng điện thoại. Thì trong 4 tuần đầu tiên sử dụng thì cái thời gian sử dụng là phải đến 5 tiếng một ngày. Mặc dù là cái thời gian sử dụng buổi tối nhà chỉ khoảng 1 tiếng thôi nhưng cả ngày là 5 tiếng. Bản thân mình cũng phải là thắt chặt lại cái việc đấy của mình, và sau khoảng 2 tháng sử dụng thì nó cũng cái số lượng thời gian sử dụng nó cũng giảm dần. Trẻ con thì bạn nào cũng rất dễ bị lôi cuốn vào những cái thứ bắt mắt ở trong điện thoại. Có đôi khi nhõng nhẽo là con ăn xong rồi con phải được xem, hay là con hoàn thành xong cái nhiệm vụ này rồi con phải được xem. Bố mẹ cũng có thống nhất lại với con là bây giờ hàng tuần thì sáng thứ bảy con sẽ được xem những chương trình mà con yêu thích. Còn ngoài ra nếu như trong khi đọc sách với bố mẹ mà cần tìm hiểu, cần tìm câu giải đáp trả lời thì có thể sử dụng từ 5 đến 10 phút để mình tìm cái câu trả lời của mình, sau đó mình sẽ tắt tivi. Theo các chuyên gia thì để trẻ bước ra khỏi thế giới ảo, tìm thấy niềm vui, tham gia nhiều hơn vào các hoạt động giải trí đời thực, việc biết cầm lên, đặt xuống chiếc điện thoại một cách đúng lúc của cha mẹ chính là yếu tố quyết định. Lúc nào cha mẹ về đến nhà cũng ôm máy điện thoại thì khó mà có thể dạy cho con rằng là con phải học bài hay con phải tham gia lao động hay con phải tham gia đi chơi. Khi mà cha mẹ muốn con mình biết cách sử dụng cái phương tiện công nghệ thông tin hay là công nghệ một cách hiệu quả hữu ích thì cha mẹ phải là người học đầu tiên. Đó chính là phải phân bố cái thời gian để mình sử dụng, bao nhiêu thời gian để giải trí, bao nhiêu thời gian mình dùng trong công việc. Đừng bao giờ lẫn lộn giữa giải trí và công việc, bởi vì nhiều khi chúng ta cũng tự thỏa mãn hay thỏa thuận với bản thân mình rằng tôi dùng điện thoại để phục vụ cho công việc, nhưng trên thực tế chúng ta đang dùng giải trí. Khi điện thoại hay các thiết bị công nghệ số không chỉ để chơi, nhiều em đã trở thành những người làm nội dung giải trí trên nền tảng số đầy hấp dẫn. Đón xem câu chuyện trong Vì Tầm Vóc Việt số ngày mai. Nơi đây núi tiên là một hệ sinh thái tự nhiên. Đất, nước, gió, những thảm thực vật đã nương tựa và cùng nhau sinh tồn. Chúng tôi TH với tôn chỉ tôn trọng tự nhiên, nâng niu đất mẹ. Mỗi ngày hạt mưa rơi xuống qua từng kẽ lá, thấm sâu vào lòng đất, chắc lọc cùng thời gian, lớp lớp địa tầng rồi dâng trào như dòng sữa mẹ mát lành tinh khiết. TH True Water, nguồn nước ngầm hoàn toàn từ thiên nhiên. TH, tiên phong đồng hành cùng chương trình sữa học đường quốc gia.